Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Câu 68 và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Bộ Não. Trong video lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn hai từ khóa có thể giúp bạn kiếm tiền trong năm 2024, đó là Airdrop và LSDFi. Vậy thì trong video lần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hai từ khóa còn lại có thể giúp các bạn kiếm tiền trong năm 2024 này nha. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu. Và từ khóa số 3 mình muốn giới thiệu với các bạn đó là Bitcoin Ecosystem, hệ sinh thái của Bitcoin. Như chúng ta đã biết là từ trước giờ thì trên Bitcoin chỉ có một hệ thống duy nhất dùng để xác nhận giao dịch, được gọi là Bitcoin Transaction Protocol thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thể dùng Bitcoin để gọi là chuyển đi nhận lại giao dịch cơ bản, deposit, withdraw thôi. Bitcoin thì chúng ta không thể xây dựng smart contract trên đó như là Ethereum hay là các mạng lưới khác được. Do đó thì người dùng từ trước giờ cũng không có quá nhiều kỳ vọng về hệ sinh thái của Bitcoin, là chúng ta có thể xây dựng thật là nhiều DApps hay là mở rộng blockchain hay là làm nhiều thứ trên đó cả. Tuy nhiên thì có một ông kỹ sư tên là Kazi, ông thấy mạng lưới Bitcoin cứ như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua, thì ông này ông muốn là mạng lưới Bitcoin phải bận rộn hơn, phải có nhiều việc để làm hơn. Cho nên là ông đã tạo ra một cái giao thức cho phép người dùng mint NFT ở trên mạng lưới Bitcoin. Thì cái giao thức này ông gọi là Ordinals, các bạn nhớ từ này nhé, Ordinals. Và cái nội dung mà được khắc lên sats để mint tạo ra Bitcoin NFT thì được gọi là inscription, là điêu khắc, inscription. Thì từ khóa Ordinals và inscription này đã rất hot trong giới crypto vào đầu năm 2023 vừa qua. Đó là vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, thì mạng lưới Bitcoin đã mint ra một block nặng nhất lịch sử. Nguyên nhân là có một giao dịch được điêu khắc hình ảnh lên nó, và block này đã trở thành một cột mốc lịch sử cho Bitcoin NFT. Bên cạnh Ordinals và Inscription BRC20 thì chúng ta sẽ còn nghe những khái niệm khác trong mạng lưới Bitcoin, ví dụ như là Bitcoin Modular, Bitcoin Staking, Bitcoin DeFi v.v. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ của video này mình sẽ không đi quá sâu vào những khái niệm này nha. Bitcoin là mạng lưới có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay, tuy nhiên thì lại chưa được mở khóa thanh khoản on-chain, cho nên thì nguồn vốn bất động này đang muốn tìm những nơi để có thể tạo ra lợi nhuận thanh khoản an toàn. Cho nên là những giải pháp mà tạo yield, tạo lợi nhuận cho Bitcoin thì sẽ được Bitcoin holder cực kỳ để tâm chú ý. Nếu như mà thực sự có một giải pháp mà có thể đem lại lợi nhuận cho những Bitcoin holder và mở rộng mạng lưới của Bitcoin thì giải pháp này sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới. Và từ khóa keyword số 4 đó chính là Layer 2. Để giải thích dễ hiểu thì các bạn có thể nhìn một cái hình ở trên màn hình này nha. Mạng lưới blockchain, cụ thể là mình đang nói tới Ethereum, thì sẽ được phân hóa thành 3 layer chính. Layer 0 là mạng lưới blockchain giúp kết nối các layer 1 khác nhau. Layer 1 là các mạng lưới blockchain độc lập, cơ sở hạ tầng và cơ chế đồng thuận vận hành riêng theo quy tắc riêng. Ví dụ như là Ethereum nè, BNB Chain, Phantom v.v. Layer 2 là mạng lưới các blockchain được xây dựng trên nền tảng của các blockchain Layer 1 và tương thích với Layer 1 nhằm mở rộng hoặc là phục vụ mục đích riêng. Ví dụ chúng ta có Optimism, Arbitrum, ZK Sync, A8 Chain, HNX Chain, Ronin v.v. Layer 3 là các blockchain được xây dựng tiếp tục phía trên của các Layer 2, ví dụ như là Sai, Rally Chain, Momoka của Lens Protocol v.v. Và cuối cùng là các lớp DApp có thể xây dựng trên bất cứ lớp nào để phục vụ từng nhu cầu cụ thể khác nhau. Ok, sau khi mà hiểu sơ sơ được thứ tự sắp xếp các lớp của blockchain rồi thì mình sẽ cho các bạn xem thêm một hình nữa. Đây là hình tam giác, còn được gọi là Blockchain Trilemma, bộ ba bất khả thi của blockchain. Tức là sao? Các bạn có thể thấy ba đỉnh của tam giác tượng trưng cho ba điều mà mọi blockchain đều muốn hướng tới để đạt được. Đỉnh thứ nhất là khả năng mở rộng, Scalability. Đỉnh số 2, Security, là độ bảo mật. Và đỉnh số 3 bên kia là Decentralization, là sự phi tập trung. Blockchain Trilemma, bộ ba bất khả thi của blockchain này, ý muốn nói là ba cái đỉnh này là ba điều mà mọi blockchain đều muốn hướng tới đạt được. Tuy nhiên thì rất là khó để có thể đạt được và cân bằng cả ba. Ví dụ như là đã đạt được hai đỉnh rồi thì sẽ phải chấp nhận hy sinh đỉnh còn lại. Mình lấy ví dụ nha, là BNB Chain. BNB Chain muốn có Scalability, tức là muốn có khả năng mở rộng vượt trội, cộng thêm độ bảo mật cao, tức là thêm một cái đỉnh security nữa, thì bắt buộc nó phải hy sinh cái đỉnh còn lại, đó là hy sinh sự phi tập trung, decentralization. Vậy thì trên thực tế là BNB Chain chỉ có 45 validators là trình xác thực cho BNB Chain thôi, chỉ có 45 thôi nha, trong khi Ethereum là có hơn 962.000 validators, lớn hơn rất là nhiều. Hay ví dụ thứ hai là với Ethereum đi. Ethereum muốn có độ bảo mật là security,
và decentralization là sự phi tập trung, thì phải hy sinh cái còn lại, đó chính là scalability, là hy sinh khả năng mở rộng. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là trên thực tế thì TPS, tức là transaction per second, là giao dịch trên mỗi giây á, của Ethereum nó chỉ là 20 giao dịch mỗi giây thôi, chỉ có 20 thôi. Trong khi đó các bạn thấy Solana là 65.000 giao dịch trên mỗi giây và của Visa là 24.000, TPS là 24.000 giao dịch trên mỗi giây. Do đó các bạn có thể hình dung Ethereum như là một con đường. Một con đường thì chỉ có bao nhiêu đó làn xe thôi. Và càng nhiều xe đi trên con đường đó thì sẽ xảy ra tình trạng gì? Đúng rồi, kẹt xe này, tắc nghẽn đường này, xe di chuyển rất là chậm. Do đó các bạn có thể thấy là giao dịch trên Ethereum thì thứ nhất là hơi chậm đúng không? Thứ hai là có nhiều xe quá, cho nên là ai muốn đi thì sẽ phải trả tiền nhanh hơn, ai muốn giao dịch nhanh hơn thì sẽ phải trả cái phí gas rất là cao, đúng rồi. Cho nên là có rất là nhiều những dự án hiện nay họ đang cố gắng xây dựng trên Ethereum để giải quyết cái vấn đề này, giải quyết cái bài toán này của Ethereum để làm sao mà cải thiện cái khả năng mở rộng cũng như là giảm phí gas xuống cho Ethereum. Và Layer 2, Layer 2 chính là giải pháp đó. Hiện tại thì Layer 2 có 5 giải pháp được đề ra để giải quyết tình trạng này. Thứ nhất là Rollup, bao gồm Optimistic Rollup và ZK Rollup là Zero Knowledge Rollup. Thứ hai là Validium, thứ ba là Plasma, thứ tư là State Channel và cuối cùng là Sidechain. Tất nhiên thì trong khuôn khổ của video này mình sẽ không thể nào đủ thời gian để giải thích từng chi tiết từng giải pháp đúng không? Nhưng mà nếu mà để chọn ra một giải pháp trong 5 giải pháp trên mà để các bạn có thể dành thời gian mà tìm hiểu thêm á, thì các bạn nên tìm hiểu thêm Rollup nha, nhất là ZK Rollup, là Zero Knowledge Rollup á. Bởi vì giải pháp này đang được Vitalik Buterin, chính là cha đẻ của Ethereum, đang rất là hết sức là ưu ái. Quay trở lại lý do chính là gì? Ngoài yếu tố công nghệ ra thì những dự án Layer 2 đang rất là được nhiều anh em quan tâm săn đón airdrop. Airdrop thì mình đã giải thích ở từ khóa số 1 rồi, mình sẽ không nói nhiều thêm nữa. Thì các bạn có thể để ý những Layer 2 mà đã được airdrop trong thời gian vừa rồi, bao gồm gì? Arbitrum nè, Optimism nè, gì nữa? Manta Network và Starknet gần đây đúng không? Khá là nhiều tranh cãi. Vậy thì chúng ta hãy thử xem, thử tìm hiểu những dự án mà Layer 2 tiếp theo có khả năng airdrop token trong thời gian tới, để chúng ta có thể cày airdrop, săn airdrop chẳng hạn. Thì mình sẽ để list của những dự án Layer 2 có tiềm năng airdrop tại đây, các bạn tham khảo nha. Ok, vậy thì trong suốt 2 video vừa rồi, chúng ta đã đi qua được 4 từ khóa có thể giúp bạn kiếm tiền trong năm 2024. Từ khóa thứ nhất là airdrop, số 2 là LS DeFi, số 3 là Bitcoin Ecosystem và cuối cùng đó là Layer 2. Hy vọng là các bạn sẽ để ý hơn, gọi là bổ sung danh mục đầu tư của mình, để ý hơn những mạng này nha. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu mà các bạn thấy bổ ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe cũng như là một comment bên dưới. Và channel sẽ hẹn gặp các bạn trong những video của buổi nào tiếp theo. Bye bye.